Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức phiên họp lần thứ nhất, công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các đồng chí tham gia Quân ủy Trung ương, thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm, xác định chủ trương nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị tại hội nghị đồng chí võ văn thưởng thường trực ban bí thư đã công bố quyết định của bộ chính trị chỉ định 25 đồng chí tham gia quân ủy trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 6 đồng chí tham gia thường vụ quân ủy trung ương trong đó có ba đồng chí lãnh đạo chủ chốt đảng nhà nước là tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và thủ tướng chính phủ phạm minh chính phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ mới cần chú ý sâu sắc về trọng trách của mình, tiếp tục vững vàng kiên định, đoàn kết thống nhất cao, giữ vững nguyên tắc có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sắc với thực tiễn, nhảy bán với cây mới, gương mẫu nói đi đôi với làm, xây dựng quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt xây dựng đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh mẫu mực tiêu biểu và lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao để tiếp tục làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội cụ hồ